Nhưng mà đào lên là không biết là có cái gì trong mà. Còn chứ hằng lấy thì mình cũng biết, nhưng mà thôi chứ rồi văn của ngài cũng đang sờ cái sò của ngài. Cái sò đang còn. Thì bác cũng là lấy gạch bỏ vô. Thỉnh cái hâu cái sò của ngài vô. Rồi xong rồi ngoài đi mới gói đất. Gói đất bỏ vô tập lại. Làm cái ăn ngọt trong nhà cho đẹp ra. Rất là đẹp kiểu ơi. Phải làm cái hôi gió đó. Cái mén á. Mén hả? Mén của Nhật cái thầy. Người Nhật cái hả? Chờ có bên cái cẳng bên này. Mấy trăm năm mình chơi xe bé không cày bông, bể đi là biết rồi. Dạ. Thì khi mà bà mất á, bà mất là bà đẹp quá, khi bà vợ ngài quá đẹp đi. Mà ngài mình á, dừng để trong phủ á, đến 3 năm chứ được mình triều đình mà có là cái là phản hồi Bắc Trung nên mình trông lắm. À như vậy là ướp, có ướp sạc luôn hả? Ướp sạc luôn, dừng trong phủ là ba năm chứ được mình trông lắm. Rồi cái nhà sau này này. Cái nhà sau này người xưa là ông nội của cái cầu nữa. Là cũng giữ lăng. Giữ lăng xong là mình đem một cái tầm đoan đang bắt đây. Mà nói xin lỗi là vì đàn bà nó có tội á. Đó, có đem ra nó ngồi giặt. Giặt xong một tháng thật sau mới chết luôn cả cặp. Mình chào quý vị quay trở lại về Huế Review. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì tôi đang ở đường Ngô Hà. Và hôm nay đồng hành với Huế Review thì có bác Tô đây. Là con cháu của một vị vương gia, có thể nói là giàu có bậc nhất thời vua Gia Long Hoàng đế. Và vị vương gia này cũng là con trai thứ 6 của vua Gia Long. Thưa quý vị, một cái điều đặc biệt là có rất nhiều cái câu chuyện huyền bí cũng như là những cái điều linh thiêng xoay quanh cái ngôi lăng mộ của ngài vương gia này. Chính vì vậy mà hôm nay Huế Review cũng có mời bác Tô đi cùng để khám phá ngôi lăng mộ của ngài. Và đây chính là con đường Ngô Hà. Sau khi tới đây thì quý vị sẽ rẽ trái đi theo cái con đường này. Khu vực này là nằm trong làng Nguyệt Biều, phường Thủy Biều, thành phố Huế thưa quý vị. Đấy. Và như quý vị biết thì làng Nguyệt Biều là một trong những cái ngôi làng rất là nổi tiếng của thành phố Huế và kinh thành Huế ngày xưa. Ngôi làng Nguyệt Biều này thì cũng được các vua triều Nguyễn cũng hay lên đến đây để thăm và chơi, cũng như là cũng có rất nhiều cả cái đền thờ miếu mào nó nằm quanh cái khu vực này. Và rõ ràng thì quý vị thấy là hiện tại khung cảnh đông quê nhìn rất là đẹp. Nhiều quý vị trên kênh Huế Review là nói là khi quay thì cố gắng quay cái đường đi, để cho một số quý vị muốn đến thắp nhang thắp hương thì cũng có thể đến và thăm ngôi lăng mộ. Đấy. Đó thì hôm nay ngôi lăng mộ của ngài cũng rất là đặc biệt. Chính vì vậy mà Huế Review muốn quay cái đường đi luôn cho quý vị xem. Ở làng Nguyệt Biều thì như quý vị biết, nó cũng rất nổi tiếng với một cái loài đặc sản trái cây, đó là trái thanh trà. Và mùa này là mùa thanh trà thưa quý vị. Đấy, quý vị thấy những cái thanh trà như thế này. Và tới mùa thanh trà thì hiện tại là giá thanh trà cũng khá là cao. So với mọi năm thì thanh trà là được xuất đi bán ở các cái tỉnh lân cận. Tuy nhiên năm nay do dịch bệnh Covid, chính vì vậy mà thanh trà là không được xuất bán nhiều. Chính vì vậy mà người dân thành phố cũng lên đây mua rất là nhiều. Huế Review cũng có quay một cái video liên quan tới làng Nguyệt Biều. Và nếu như quý vị nào chưa xem thì quý vị cũng có thể lướt xuống để xem tổng quan, tổng thể cái quang cảnh của làng Nguyệt Biều. Đây 119 Nguyệt Biều đây quý vị này. Là có một cái đường hẻm như thế này thì chúng ta sẽ đi vào đây. Và để đi đến làng Nguyệt Biều thì quý vị cứ lên ga Huế rồi chạy thẳng đường Bùi Thị Xuân sẽ đến được làng Nguyệt Biều. Và thực sự mà nếu như không có bác Tô dẫn dắt thì có lẽ là Huế Review
muốn tìm ra ngôi lăng mộ của ngài cũng khá là khó khăn đấy quý vị. Nhưng mà chính vì có được sự kết nối này, do đó là việc tìm đến lăng mộ của ngài cũng khá là dễ dàng. Và Huế Review cũng giới thiệu luôn, đây chính là ngôi lăng mộ của ngài Định Viện Quận Vương. Ngài có tên thật là Nguyễn Phúc Bính, là con trai thứ 6 của vua Gia Long và bà Dương Thị Sự. Đấy. Tuy nhiên thì ngoài những cái kiến trúc lăng mộ độc đáo thì xoay quanh những cái ngôi lăng mộ đó sẽ có những cái câu chuyện riêng bí và rất là linh thiêng. Mà lạc nữa, Huế Review cũng sẽ mời Bác Tổ chia sẻ cho quý vị nghe để quý vị hiểu thêm về những cái sự linh thiêng ở những cái ngôi lăng mộ này. Rõ ràng thì quý vị thấy đường đi vào đấy cũng khá là khó đấy quý vị này, đường cũng khá là xấu. Bây giờ là chúng ta đã tới được ngôi lăng mộ của ngài rồi. À. Dạ, đấy là lăng ngài đấy bà hả? Đức ông. Dạ rồi. Dạ. Con bên nữa là lăng của ba mẹ, con là Đức Tư. À dạ, là lên đây là lăng mẹ ngài, còn bên đây là lăng của ngài. Lăng bên đây là lăng của vợ của ngài. À, có thêm một lăng vợ của ngài nữa. Dạ. Rồi bây giờ thì kính mời quý vị chúng ta theo chân Bác Tổ để chúng ta khám phá những ngôi lăng mộ này. Xin mời quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, và hiện tại thì tôi cùng với Bác Tổ đây là đang ở ngay trước lăng của ngài Định Viện Quận Vương. Một cái ngôi lăng mộ với quy mô cũng khá là lớn, và theo như Huế Review tìm hiểu thì cái ngôi lăng mộ này cũng có rất là nhiều những điều đặc biệt và thú vị. Và đặc biệt thú vị hơn nữa đó là hôm nay được Bác Tổ đây đồng hành cùng chúng ta để tham quan cái ngôi lăng mộ cũng như là chia sẻ những cái câu chuyện quanh cái ngôi lăng mộ này. Cái khu vực này là thuộc phường Thủy Biều, thành phố Huế thưa quý vị. Ngoài kia thì quý vị cũng thấy là những cái cánh đồng bao la bạt ngát và bà con cũng đã đang thu hoạch cái mùa lúa rồi quý vị. Ngoài ra thì cũng có trồng cả cái loài ngô bắp rồi những cái loài rau củ, những cái loài rau củ hoa màu khác. Rồi bây giờ thì cũng không để quý vị chờ lâu, chúng ta đồng hành cùng với Bác Tổ để vào khám phá ngôi lăng mộ nha. Xin mời quý vị. Dạ rồi, con chào bác. Thì hôm nay luôn tiền có bác ở đây là hậu duệ của ngài, thì cũng xin mời bác chia sẻ một điều sơ bộ quanh cái kiến trúc của ngôi lăng mộ cũng như là những cái câu chuyện liên quan tới cái ngôi lăng mộ của ngài được không bác? Dạ được. Từ năm 1970, tức là cái lăng của ngài mình là còn nguyên. Dạ, đã đến khi năm 75, là 75 khi mà giải phóng là bác cũng đang là bận rộn về việc học hành của nhà nước á, để làm cơ quan, rồi xong là tất cả cái trong đường bị phá hủy, mất một số cái sở của ngài, tức là hai bên lăng của ngài là hai bên thành á, là 366 cái mảnh sứ. Dạ, mời mời quý bà luôn. Rồi. Ở chỗ nào ạ? À, đây. Tức là sứ đấy này. Dạ. Là từ nằm từ đây mặt cái mặt này. Dạ. Có mặt này mà mặt hết cả một dãy bên nữa, rồi bên này một dãy bên nữa luôn, là 366 cái. 366 cái. Rồi 366 cái là sứ của Nhật cái nè. Dạ. Là vì ngày mình ngày xưa là đi buôn mười quốc, quả giàu cũng ngay giàu bằng ngày, gọi là phụ bất ư đình viện mà. Dạ. Đó, rồi cũng là có giàu với ngài, nên là khi mà lắng của ngài là đưa về đây, đưa về đây xong là tính đi là cũng có một cái cổ lâu ba tầng này. Dạ. Chứ sau khi mà đập phần lấy để về trang trí trong nhà. Rồi như vậy là trước kia lắng này là bị xâm hại. Đó, trước 75. Dạ, trước 75. Trước 75 là còn nguyên, còn sau 75 là bị tụi nó phá. Như vậy hay gì là bây giờ con thấy là trung tú lại là chỉ toàn là xi măng hết, là không còn gồm sứ gì được cả. Đó, trước khởi lại hết rồi. Khởi lại chân rồi. Ô, cha tiếc ghê ha. Thì con một ít có mấy cái con để dành đến á, để gắn lại mà chưa bị bùng cài ra, bị bùng hết rồi. Như vậy thì lạc nữa mình sẽ tìm hiểu cái đó sau. Rồi. Có phải là trước mặt bức bên phong là có một cái hình cái con vật gì đó bạn? Đây là lóng mà mặt việc là mặt lăng. Mặt rồng lăng. Đây là con rồng hả? Cũng rồng. Cái đầu rồng, cái mặt trước, cái chụp cái mặt trước cũng rồng á. Dạ. Một cái bức bình phong rất là đẹp thưa quý vị. Đấy, một con rồng, và ở đây là quý vị thấy có hai cái sừng này. Đấy, ở đây là hai con mắt. Wow, cái này là mình thuê thợ vẽ ở đâu bác?
À, mình thuê thợ ở dưới Nửa Bình, dưới trứng Nửa Bình á. Dạ. Lên làm vừa làm rồng vừa là kẻ chữ rồi xong hết là 1 tháng 24 ngày. Dạ. À, 1 tháng 24 ngày gần 2 tháng. Dạ. Là coi như bạc trăm đi là gần 2 tháng cứ lên xuống liên tục. Dạ. Với những để mà bảo quản ba kỳ vật dụng của lăng. Wow, một cái quý vị thấy là một cái kiến trúc rất là đẹp luôn, một cái bình phong mà có cái hình con mặt rồng, một cái mặt rồng rất là hoành tráng và thậm chí là một cái con rồng vàng như thế này nữa. Này. Dạ. Rồi con mời bạn đi mình đi vào quanh một vòng ở phía ngoài. À rồi. Dạ. Một số anh chị chia sẻ là có trong đó có anh Lương chia sẻ là bạc biệt rất nhiều những cái câu chuyện liên quan tới ngài đúng không ạ? À, bà có thể chia sẻ sơ bộ về cái tiểu sử cũng như là những cái việc ba của ngài đối với triều đình ấy. Rồi ngày xưa là ngài mình là con thứ sáu. Dạ. Thứ sáu của vua Gia Long. Dạ. À, nhưng mà có hai người chết trẻ. À, là khi mà đang câu cá trước cửa đại nội á, thì bị chết hai người, chết hai anh em. Tại vì ngài mình từ sáu mà lên được thứ ba. Dạ. Đó, tức là gọi là đề tam tự, cái tên là đề lục tự. Dạ. Chứ gọi là chứ bạc đi là chứ thứ ba. Dạ. Dạ, mình bạc tả là chứ một, mình bạc thần là chứ hai, bạc là chứ ba. Dạ. Rồi. Dạ, thì bây giờ là chúng ta sẽ đi vào quán để tham quan cái kiến trúc, đồng thời cũng nghe bạc tổ chia sẻ thêm về cái câu chuyện của ngài. Thì ở đây sau khi quý vị biết rằng là như bạc tổ chia sẻ là ngài chính là con trai thứ sáu của vua Gia Long. Dạ, có tuy nhiên mà có hai người anh là ra câu cá trước cổng đại nội á, bị mất cuối cùng là trở thành là người con thứ ba. Dạ, con thứ ba. Dạ. Ở đây là quý vị thấy là có cái hai con rồng được trang trí rất là đẹp. Ở đây là con rồng này nó trâu chứ các bạn, trâu mặt nguyệt. Lượng long trâu nguyệt đó. Lượng long trâu nguyệt. Trâu nguyệt. Trâu nguyệt tức là hai con trâu hai bên. À như vậy là lượng long trâu nguyệt. Trâu nguyệt. Cái dự là cái mặt nguyệt. Một cái hai con rồng rất là to thôi quý vị này. Yeah. Thật sự mà nói là cái kiến trúc rất là đẹp luôn. Yeah. Một cái ngôi lăng mộ nhưng mà tuy là con gặp rất là nhiều ngôi lăng mộ của hoàng gia. Yeah. Đấy, của các cái nhân vật ví dụ như là các chủ nguyện rồi các cái cũng có tiếng rồi nhưng mà chưa có được rồng chứ đi. Dạ đúng rồi, cũng có tiếng nhưng mà thật sự mà nói những con rồng như thế này là cái này là tính ra là chi phí trung tú cũng rất là cao rồi mà. Dạ, vừa rồi lượng đầu tư hết luôn. À, cánh lượng đầu tư mà cũng chưa hết luôn. À như vậy là chỗ này là anh Lượng. Dạ, anh Lượng tung đầu tư để tung tu lại hết luôn. Đó. Nhìn rất là đẹp thưa quý vị. À. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái bức bình phong hầu ở phía sau là nó cũng không có gì trang trí cả. Mà mình có cái dự định trang trí cái bình phong hầu. À, trang trí sau cái chủ điểm chủ tướng vừa rồi là có ý định là làm một cái bảng mà mang chữ hạng giống như cái bia. À, cái bia để mà gắn con cháu là được làm cái gì là mình gắn vào sau đi. Như vậy đó là một ý định của chủ tướng thôi. Như vậy là trước mắt là vẫn chưa thấy gì. Nhưng mà sau này là có thể là gắn cả cái tên tuổi con cháu vào. Cái đời. Từng đời. Từng đời đó. Rồi mình tiếp tục bạc ha. Thế như quý vị thấy là cái ngôi lăng mộ của chúng ta đấy, so với những cái ngôi lăng mộ khác thì quy mô cũng khá lớn thôi. Đấy, nhưng mà rõ ràng thì đi vào trong thì chúng ta thấy có những cái kiến trúc rất là to, rất là bự luôn. Và cũng nhìn rất là đẹp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bên trong ngôi mộ của ngài. Rồi. Trong cái phòng mộ của ngài. Dạ. Như vậy thì sau cái cổng bộ thành nó sẽ đến một cái bức bình phong. Như vậy thì những cái ngôi lăng mộ khác như quý vị thấy á, là cái bộ thành trong sẽ ở phía sau cái bình phong. Nhưng mà ở đây là bình phong nó ở ngang hàng với cái bộ thành trong luôn. Và cái kiến trúc này là như ngày xưa là nó cũ phải bạc này. Dạ cũ cái đấy là mới làm lại. Mới làm lại năm 73. À mới lâu lại nó mới làm lại. Là lúc trước có cái bình phong đấy mà. Có bình phong nhưng mà hằng đập hằng lấy cái sự hằng đập liền lấy. À như vậy là họ đập. Hằng đập lại cái sự đi, rồi. Rồi xong là mình mới làm lại năm 72. À, mình xây lại năm 73. À 72, 73, 73. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì cũng thấy là nó nứt nè. Cũng khá là xuống cấp rồi nè bạn thấy. Dạ. Và sau cái mặt sau của bức bình phong trước là chúng ta sẽ thấy một cái chữ Phước. Dạ, chữ Phước đó. Chữ Phước rất là đẹp. Màu me rất là đẹp. Như vậy thì sau cái bức bình phong là chúng ta sẽ đến một cái nhà bia.
Và ở trên nhà bia thì chúng ta thấy là rất là đơn giản, được tặng. Thì cái này là mình lấy theo cái kiến trúc ngày xưa hay sao ạ? Dạ, cái sau đó đập rồi xong là mới năm 70 là ông già chú Tuấn lên làm lại đây. Ông chú Tuấn là viên Tuấn nè. Dạ. Nhưng mà ý là cái này là cái kiến dự kiến trúc ngày xưa hay là mình phải làm lại mới? Mình là làm lại mình cũng theo giống như ngày xưa. Tuy là tất liệu mới. Nhưng tất liệu mà mới nhưng mà cũng giống như ngày xưa. Và xe theo như là cái máy đinh là chủ quý vị thấy là ở dưới là có một cái án hương thơ đó, vừa rồi Huế Review cũng đã thắp nhang cho ngài. Và chỉnh sau cái sau cái nhà bia thì chỉnh là cái ngôi tẩm mồ của ngài. Đấy, toàn là đá cẩm thạch, toàn là đá cẩm thạch chết. Như vậy là cái này là toàn là đá cẩm thạch hay không? Cẩm thạch. Nhưng mà ta sau đi nhớ này là đình viện cùng vương. Rồi Thủy Phát. Chi mộ Thủy Phát. Thủy Phát tức là cái vị của ngài. Cái vị của ngài là Phát. Thủy Phát. Theo con tìm hiểu là tên là Nguyễn Phúc Bình đúng không? Nguyễn Phúc Bình đúng đó đâu. Nhưng mà Thủy là Phát. Thủy Phát. Tên Thủy là Bình. Tên Thủy trong cái gia thả là tên Bình. Còn đây là Thủy là Phát. Thủy là Phát. Phát có nghĩa là Phát Tài rồi. Đó là Phát Tài. Phát Tài cho con cháu. Hình như là ngài là dâu rồi mà. Ôi thân ngài dâu luôn. Như vậy là đây là đình vượng quần vương, đình viện quần vương Thủy Phát chi mộ. Rồi. Và như quý vị thấy thì cái tấm bia nó được gắn cùng với cái ngôi mộ của ngài luôn. Và trên cái bia thì như quý vị thấy là có những cái hoa văn, đây là hoa văn lá, hoa lá bạc hả? Các cái hoa văn hoa lá. Đây một cái bia nhìn làm bằng đá cẩm thạch bạc hả? Cẩm thạch nguyên cả tấm luôn. Nguyên tấm cẩm thạch. Rất đẹp quý vị ơi. Nhìn quá đẹp luôn. Thật sự luôn mà cái bia rất là to. Bia thì nhiều nhưng mà chỉ có ai tầm giống như cái lăng của ngài mình. Dạ đúng rồi. Rồi xung quanh bộ góc là có dơi bướm này là có tua lằng. Dơi bướm. Đây là có con dơi và cảnh bướm hả? Đó. Thân dơi nhưng mà cảnh bướm. Cảnh bướm. Quá đẹp quý vị ơi. Bây giờ nói thật là gặp Bạc Tô thì Huế Review mới nghiêm đây ra. Đây là con dơi này. Dơi này. Này dơi quý vị. Gặp Bạc Tô thì Huế Review mới nghiêm ra được những cái kiến trúc như thế này. Trước kia thì cũng đã có gặp rồi nhưng mà không có hình dung được là dơi bướm mà chỉ nghĩ là con dơi thôi. Bên này thì quý vị thấy là chân bia. Và bạc là giống như có học chữ Hán mà hả? Cũng có tâm tàn ba chữ thôi. Và phía trên là có một cái chóp hình tâm giác và quý vị thấy là có một cái đầu rồng. Cũng mặc nguyệt đó, mặc rồng trong nguyệt đó. Mặc rồng trong nguyệt. Đấy. Nhìn rất là đẹp luôn quý vị. Đấy, một cái mặc rồng trong nguyệt. Một con rồng rất là nhìn rất là ý nghiêm. Đấy, quá đẹp. Và cũng làm bằng đá cẩm thạch luôn hả? Cẩm thạch thật luôn. Đây cũng toàn đá cẩm thạch luôn. Như vậy là toàn bộ ngôi mộ là được xây dựng bằng đá cẩm thạch. Trời rồi. Dạ rồi thì mời bác chia sẻ tiếp là rồi từ năm 70 70 đến 88 lần đào của chỗ đến là đào sống đến 18 lần. Đào lắng ngay 18 lần rồi sống từ 70 đến 88 từ 88 đến 1988 lần đào lên 17 lần. Rồi 1988 đến 94 tức đào thêm 16 lần nữa. Đến lần 94 khi nữa mới được là vì cái năm đó là cái Euro 94. Cái Euro là chi anh 94 đã bắn á. Đó. Rồi xong bạc bị ung anh rễ bị ung thư. Ba đông chạy chữa chống bỗng kịp bên mình lơ lại đến mất 10 ngày. Lên làm đào cuộc của ngài. Là năm 94. Năm 94. Là coi như là cuộc mộ của ngài lên luôn. Cuộc mộ và nhưng mà trước đó là không gọi là cuộc được hả? Không cuộc được vì có bạc đấy mà. Là vì ông anh rể ông lâm cái bệnh ung thư mà phải lo chạy đã. Mà mình lơ lực cái đi. Ồ phải mình lơ cái đó. Lơ cái là vì theo dõi mình hàng ngày mà. Như vậy là nhưng mà đào lên là không biết là có cái gì trong mà. Còn từ hằng lấy thì mình cũng biết nhưng mà thôi từ rồi văn của ngài cũng đang sờn cái sò của ngài. Cái sò đang còn. Thì bác cũng là lấy gạch bỏ vô. Thêm cái hâu cái sò của ngài vô. Rồi xong rồi ngoài đi mới gói đất. Gói đất bỏ vô tập lại. Rồi mấy cái
cái đất mà trung thân của ngài á, rồi cũng hụt bỏ lại cho ngài. Ồ thế hả? Mới lắp lại. Nhưng có như xương cột là con mà. Không, con thì con từ khúc khúc thế thôi chứ cũng đậm đặc hết rồi. Là vì hàng vào ra sang để lấy đồ. À sang để lại bảo vật ở trong. Đó. Là còn lại là mình còn mình còn lại cái sò của ngài. Còn sò của ngài, tức là cái dấu đáy của ngài của cái phong mình đang còn. Cái tổ tiên mình đang còn. Dạ. Đúng là những cái người cuộc mồ họ rất là bất lương luôn. Thế tụi đi ăn cả đi đào mồ là cũng kể với ông ba bố nữa. Kể đem đi sang cõi dương bộ đi sang thì sống luôn. Cái sạc nó vất luôn lườm cái quỷ đó. Dạ, mời bạc mình đi quán nghề ngôi mồ thì bạc. Rồi là bây giờ theo như bạc chia sẻ thì ngài là con thứ 6 của vua Gia Long thì có nghe nói là ngài ngày xưa cũng rất là giàu có, thì mời bạc chia sẻ là cái nguyên nhân mà tại vì sao mà ngài là trở nên giàu có như vậy. À vì hồi trước ngài là một cái vị thương gia. Dạ. Gọi là đại gia của triều đình đấy. Dạ. Đó, chứ không làm quan làm quyền gì hết, chứ mà được ngài thương mình á là cho một số vốn để đi làm buôn bán làm ăn, thì bà mà ông mình đi Anh, đi Nhật, đi Pháp, rồi đi buôn bán tất cả, rồi sau ông về cũng lập được một cái bến đò chợ Dinh, tức là cái chợ Dinh chữ đi Hô Đa nè, rồi về một đoàn đi chỗ đi cầu chợ Dinh nơi đó là có một thêm ông lập thêm một cái chợ nữa, chợ Chiều. Chờ mai. Sau này gọi là cái chờ Gia Lạc, cái chờ Gia Lạc là của ngài đặt. À dạ. Đó, là gọi là chờ Gia Lạc. Dạ. Dạ. Rồi mới tất cả các gia tôi buôn bán cái hũ manh, gọi là cái loại mật sứ á. Dạ. Là về gái tại bệnh Hú Đa. Dạ. Mới chở đi mới đi bán. À. Rồi mới nhập trong ngài, ngài mới chở đi. Dạ. Là coi như là ngài là người xây dựng ra cái bến đò chợ Dinh hả bác? Đó, ngài xây dựng ra bến đò chợ Dinh. Vậy là cái chợ Gia Lạc. Chợ Gia Lạc. Trong cái chợ Gia Lạc đó thì có nghe nói là thường tổ chức vào 3 cái ngày Tết phải không? À không, thường là đóng thường. Nhưng mà 30 ngày 29 ngày 30 ngày mùng 1 Tết là đóng chợ thường cả ngày để cho ngài ngừng. Tức là sau này là cái bánh ăn truyền này. Mình tẹt ăn trương này, mình trứng ăn tuyên này, rồi mình cánh nấm phổ này, rồi là nằm ngay giữa chợ Mai để mà phục vụ cho chợ Gia Lạc đó. Nhưng mà những cái món đó là ngày xưa là chỉ có triều đình được ăn hay sao? Không, cái là của chợ Gia Lạc bán cho dân, nhưng mà cái này là ngay ngừng. Cái là của ngay nhưng ngay ngừng. Tức là ngay chế biến ra hả? Đó, chế biến ra để dân cho ngay, vừa trứng bạc, vừa dân vừa bạc. Như vậy là ngài là như vậy là cái nguồn gốc của bánh cánh nấm phổ rồi, từ ngài còn là bánh tẹt bánh trứng ăn truyền rồi cũng ăn truyền cũng do ngài đặt ra. Thành ra chứ là đi mua cũng có mà ngon lành bằng cái bánh tẹt ăn chưa ăn truyền hết. Quá hay. Bác với là con thấy là cái kiến trúc của ngôi mộ của ngài á cũng khá là lạ mắt. Ở chỗ là nó cũng cái kiểu là giống như một cái mái nhà rồi thầy. Rồi cái mái nhà đấy. Yeah. Nhưng mà có cái đặc biệt cái xưa là cái thờ trong bốn gác trong đi là toàn là vô miền vượt hết. Vô cái giống như cái keo mà nhà rường làm á. Đó, bên đi xe, mình xe cái miền ốm đấy này. Rồi trên đi mà thập xuống, chứ rồi kéo ra cũng được, kéo vô cũng được. Dỡ lên thôi, gọi là miền vượt, trên là thập xuống. Ta nói chung có lợn cái đi ra đại hạt cũng giao ra được. Như vậy là có kết cấu của nó rất là chắc chắn. Và rất chắc chắn, Rồi cái năm 89 á, là tụi đó hạ cái bãi đi xuống, hàng năm mới cái thân của ngài nằm trong đi. Hàng hạ cái bãi đi xuống. Hàng hạ này bãi đi xuống, sống hàng hạ xuống đây. Mà trong toàn là cái đá đại chắc đi. Các cái ô như thế này. Đó là từng ô thôi. Gọi là trụ đấy. Mà ngày xưa cả cái ô này cũng có cả cái màn xanh mà chữ. Không, cũng có nguyên nguyên khi.
À, nhưng mà kiến trúc này là kiến trúc cũ luôn. À, kiến trúc cũ, từ xưa tới giờ nó không có thay đổi. À, dạ. Quá hay nha. Dạ. Con thấy bức bình phong phía sau quý vị thấy là có cái dòng là Nguyễn Phúc Tộc. À, Nguyễn Phước Tộc. Đây là liên trung tộc các đa, nhiệm khác gió trọng đạt. Cái ngày nay là như thế nào vậy bác? À, trong câu thơ của ngài là có 20 chữ. Dạ. À, 20 chữ tức là tình hoài chim viện hải. Dạ. À, cái từ từ bên trái qua. Dạ. À, tình hoài chim viện hải tức là hàng 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 tình là à, tình cơ tình dọc là đến chỗ tình dọc đến chỗ đúng tả lên chim một cái nè. Dạ. Rồi. Rồi đến chữ hoài, hoài tức là hoài đi là con cũng tình. À. Dạ rồi. Mà chữ hoài đây là chữ chim, để chữ chim là chim con ngoài. À. Dạ rồi. Rồi mà định đi chữ chim là hàng viện là con của ông chim. Yeah. Tức là chữ đi, à, cái cạnh mà chữ đó là gồm Nguyễn Phước Cạnh. Yeah. Tức là kêu đạt một chi là đặc biệt rồi. Yeah. À, là cái phân biệt cái đề hệ của gia tộc này. Đề hệ gia tộc. À, rồi rồi. À, là cái này là câu thơ của ngài lắm. Câu thơ của ngài lúc đó. Ồ, là có như là ngài trước khi mất là ngài phấn hiện. À, rồi. Rồi tại cái con của bác này. Dạ. Đó là ai là con của bác là hàng cạnh này. À. Cạnh đó chứ giống như là cạnh cái lường trong đó. Dạ. Đó, tức là hàng cạnh. Cho ngược đây là có rồi này. Dạ. À, có chữ màu chưa? À, màu là chưa. Chữ màu là chưa. Tại ngang ngược thôi chứ còn màu là chưa có. Dạ rồi, con hiểu rồi. Dạ. Như vậy là những cái câu thơ của ngài sau này là sẽ được đặt tên cho con cháu. Rồi. Và đến cả hết là 20 chữ. 20 chữ. Và là 20 đời. Là 20 đời. Dạ, 20 đời. Như vậy quý vị thấy là bên kia là cảnh lửa chỉ cảnh ngược màu thánh kha. Đó. Bên đây nghiệm khác gió trọng đạt. Ừ. Rồi liên trung tập các đa. Đó. À, quá hay. Và ở đây là ở cái ô chữa đó là bệnh viện của vương. Dạ, tức là trong đó. Là phòng. Cái phòng bệnh viện của vương. Dạ. Cái mặt sau bức bình phong này là cũng làm bằng đá luôn hả? Cũng không bằng xi măng hết. À, làm bằng xi măng sau là xi măng hết. Nhưng mà hai ô này thì có cái ô này toàn đá. À, ô này đá. Nếu cắt. Mà có dự định cắt gì lấy đó mà. Ừ, không thì cái này hình như là để tổng tôi lên cái đá nên cái cắt ô. À, đây cái tay hai cái tổng đường đá đấy. Yeah. Đá hết mấy đường đá hết. Đá mà chứ mà thường lên đá mải lên cái khắc. Quá hay đó quý vị. Nhưng bây giờ đôi lúc mà như con để nãy mà không có bạc là con nghĩ là những cái câu thơ bình thường. À, nhưng mà bây giờ nghe bạc giải thích là việc làm tiến tuổi của những cái con cháu ở chỗ này. Thì theo như mà lịch sử mà được viết là năm 1887 là ngài được lên chức là đình viện công đấy mà. Đình viện quần vương. Khi tới là đình viện quần công. À dạ. À quần công. Là năm 1887. Là 17, nhưng mà đến 17 xong là lên được quần vương. À sau là lên quần vương, sau này là đời vua sau cho là cả ông hoàng là quần công, chống được quần vương. Dạ, cả ông hoàng là được quần công thôi. Dạ. Vì ông là giỏi quá mà chữ nhỏ ông cũng giỏi nữa. Thành ra cái việc triều đình ông quả trăm thành nên được tăng lên là quần vương. À dạ. À đó. Và thế một điều nữa là ở trong kỳ trời gió lạc đó hả? Là con đọc thấy là ngài có tổ chức cả cái cuộc thi về làm bún bò do trà. Thì cái cuộc thi đó là bác có biết không? À, cuộc thi mà làm bún bò do trà mình bèo mình nằm. Yeah. À, tức là ngày 30 tháng 7. Yeah. À, trước ngày kỳ ngày sinh của ngài. Yeah. À, để ngày sinh của ngài là giống như là cái mình làm chi làm cái đó chưa, bảo chưa 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 đọc cái đó đâu. Chưa đọc được cái đó. Thì chỉ có gì nghe là lịch sử viết như vậy thôi. Ừ. Nhưng mà chắc là cũng phải có một cái phần thưởng gì đó. Đã phải có phần thưởng đúng rồi. Rồi bây giờ thì vừa rồi thì quý vị cũng đã biết được phần nào, cũng biết được khá là rõ cái tiểu sử của ngài Đình Việt Hùng Vương. Tên thật của ngài là Nguyễn Phúc Bính. Và Hủy là gì bạn này? Thủy là Phát. Thủy là Phát và coi như là ngài cũng được xem như là một trong những cái vương gia mà giàu có bậc nhất của triều đình nhà Nguyễn lúc đó, phải không ạ? À. Là coi như là cái về tỉnh về cái giá sản của ngài giàu có nhất. Ngài giàu đúng có ai giàu chứ kia chứ ra. Nhưng mà con cháu sau này của ngài thì như thế nào?
Sau đó thì con cháu cũng ngay cũng vẫn khá rồi, toàn năm đến nỗi hết. Thế là trừ đi trừ cái phòng của mình chứ là chị ba. Chị ba này tôi là có được hai cháu đầu tiến sĩ văn học ở Đức. Rồi một đứa là tiến sĩ Trung. Tiến sĩ Tiến Trung cũng ở Đức. Là coi như là ngoài ra là con cái vị nào thành công nữa chứ con thành công là chứ cái con chủ tướng. Với con chủ Điệm. Con chủ Điệm là chứ đang làm giám đốc sở dầu khí của Hoa Kỳ. Là con chủ tướng chủ Điệm. Là con của Bạc Điệm. Con Bạc Điệm là làm giám đốc và giám đốc công ty dầu khí của Hoa Kỳ. Giám đốc công ty dầu khí của Hoa Kỳ luôn. Mà còn chưa có vợ đấy. Rồi bây giờ thì nếu quý vị thấy thì vừa rồi Thủy Review và bạc Tô cũng đã dẫn quý vị khám phá cái ngôi lăng mộ của ngài Đình Vũ Hùng Vương. Luôn tiền ở đây thì như bạc Tô giúp ngài giới thiệu là cũng có lăng mộ của mẹ của ngài, ba mẹ của ngài, tức là Đức Tư đó. Dạ Đức Tư. Thì bây giờ mình ghé qua đó để xem một chút xíu luôn bạc nha. Rồi mình qua này. Và hiện tại là giờ này là 11 giờ trưa thưa quý vị. Nhưng mà trời cũng đang mưa. Nhưng mà mưa lấy bay thôi, chưa to. Dạ, mới mưa lấy bay thôi. Luôn tiền thì cũng quay cho quý vị xem luôn. Đây là lăng mộ của Đức Tư, là mẹ của ngài. Đây quý vị thấy là cũng có hai vòng thành. Một vòng thành đấy bạn ơi. Đây một vòng thôi. Đây là có một vòng thành thôi. Và đập vào mắt chúng ta đầu tiên là chính là cái bức bình phong với hai con chim phượng hoàng. Đây là phượng hoàng trong nguyệt phùng sống phùng trong nguyệt hả? Sống phùng trong nguyệt. Dạ sống phùng trong nguyệt. Và đây là chữ thọ đó là chữ thọ. Dạ một cái chữ thọ nằm ở phía cái bức bình phong. Sau cái bức bình phong thì quý vị thấy là có một cái ngôi mộ của mẹ ngài. Đây là theo như sử sách thì đây chính là bà Dương Thị Sự. Đây là một người gọi là cùng bà vợ thứ ba của ngài Gia Long. Dạ là vợ thứ ba của ngài Gia Long. Của ngài Gia Long. Chứ là bà sinh được 17 cái con mà 12 nam năm nữ. 12 nam năm nữ. 12 nam 12 nam năm nữ. Trong đó có ngài. Dạ, trong đó có ngài. Như vậy thì ở đây bà cũng ngang hàng với Thuần Thiên và Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu. Đó Thuần Thiên. Ở đây là bà cũng ngang hàng với Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu và Thuần Thiên Cao Hoàng Hậu đây quý vị này. Và cái bức bình phong sau là quý vị thấy là có một cái chữ phước. Ở đây thì những cái con phượng hoàng này là có tô màu lại không bà? Hay là để đi thôi? Không, để đi thôi, để cho đóng đi rêu, đóng cho đây, cái cổ kính cho đây. Sau này là sẽ để rêu, đóng rêu nó đóng lại, nhìn cho cổ kính. Và sau cái bức bình phong đó chính là cái nhà bia. Thì như quý vị thấy là cũng đầy đủ cả cái án hướng thờ. Và bên này là cái bia này là bia cũ đây, bia cũ. Dạ, bia cũ nguyên chi. Dạ. Dạ, dạ. Là bia này dịch như thế nào nhờ bạn? Trên có được mấy chữ thôi. Dạ. Đây. Với chữ đây là chữ tiên triêu này. Dạ. Mà hành đông, hành đông thiên. Dạ. Hành đông là chữ phong chứ đây là lộ. Mình học cũng tới nơi. Dạ, nói chung là bạc thì cũng... Đông thiên. Phùng Lập. Phùng Lập. Gọi là phong thiên là khâm thiên như đây chị. Dạ chắc khâm thiên ấy. Đây quý vị trên kênh Huyền Review thì nếu như quý vị ai biết chữ Hán thì cũng có thể giúp hai bạc cháu dịch ra cái dòng chữ này luôn. Đây là tiên tiêu bạc hả? Tiên tiêu. Đấy, có những chữ là không biết nhưng mà có những chữ như thế này là chưa có rõ nghĩa này. Đấy. Nói chung hai chữ cuối là Phùng Lập. Ai kính mời quý vị giúp đỡ. Và sau cái nhà bia chính là cái ngôi mộ của ngài. Cái ngôi mộ của bà thì cũng rất là đơn giản, nhưng cũng khá là nhỏ. Đấy, nhưng mà cũng được rất xây dựng rất là tươm tất. Đấy. Và phía sau thì quý vị thấy là cũng có hai con rồng luôn. Và đây là sóng long châu. Sóng long châu Nguyệt. Sóng long châu Nguyệt. Rồi là lượng long châu Nguyệt. Lượng long châu Nguyệt, vẫn là hai con rồng châu Nguyệt đây. Nhưng mà tại sao không châu mặt trời mà là châu mặt trăng mà? Nguyệt là cả ngày cả đêm. Nguyệt là cả ngày cả đêm. Cả ngày cả đêm. Sóng long châu Nhật Nguyệt. Châu Nhật Nguyệt đó, vì trước cái bạc quái là có hai tầng trước đấy.
tại Nhật Việt. À, Nhật Việt. Vàng là giống là lường lóng châu Nhật Việt. Đó, châu Nhật Việt. Dạ, vừa mặt trời vừa mặt trắng. Đó. Mà tưởng tượng như khi mình biết thì mình mình dịch là lường lóng châu Nhật thôi. Đó, lường lóng châu Việt thì mình nói ngắn ngắn thôi. Đó, hay. Dạ. Và ở đây là quý vị thấy là cái kiến trúc của hai con rồng này cũng tương tự với là hai rồng phía bên kia hả? Dạ, cũng giống như bên kia. Dạ. Và bức bình phong sau thì quý vị thấy cũng không có gì trang trí trên mặt. Và ở đây là theo như chia sẻ của bác là những cái mảnh sanh sử ngày xưa cái mảnh sanh sử đây là 366 miếng của bên lăng này đây. Dạ. Ừ. Ôi thôi để rồi bác đi rồi lấy ba miếng đó các bác. Thế tờ sắp lại. Đây con nguyên đi đây này, cái tay lòng năm đi này. Đó, thấy không? Lòng năm là cứ tưng miếng là bà không nữa. Dạ. Đâm tung không đi, mà nhớ cài hết. À, như vậy là cái tay là lóc nguyên khung. Đâu, nguyên khung đi. Có hai cái miếng dẹp đẹp, tôi còn cất giữ nha. Dạ. Có hai con miếng, còn hai miếng nguyên chi. À, mà cái này hồ thảo về, hồ lóc làm ở nhà đó. Làm cái ăn ngọt trong nhà cho đẹp đó. Rất là đẹp kiểu vậy. Phải làm cái ô gió đó. Cái mén đó. Mén hả? Mén của Nhật cái thầy. Mén Nhật cái hả? Chờ có bên cái cẳng bên nữa ấy. Mấy trăm năm rồi chứ xe bé không cày bông, bệ đi là biệt thôi. Dạ. Đấy quý vị. Chúng ta mà nói thật là những cái di tích này mà bị đào trộm rồi bị quá tiếc luôn. Yeah, quá tiếc luôn. Quá tiếc luôn. Rất là tiếc luôn. Thì thấy là những cái vật liệu, những cái chất liệu như thế này quá bền luôn. Ừ. Bên trong lại là xanh mà. Xanh sử. Dạ. Dạ rồi, mà bây giờ là chúng ta sẽ đi qua ngôi lăng mộ của phu nhân chính thức của ngài. Mời quý vị dìm ngưỡng lại ngôi lăng mộ của mẹ ngài. Vâng thưa quý vị, và bây giờ là chúng ta sẽ đi qua luôn ngôi lăng mộ, gọi là ngôi mộ chính thức, ngôi mộ của phu nhân chính thức của ngài luôn. Này, tức là ba chính thức là phải ba chính thức đây. Quý vị thấy thì cái kiến trúc ngôi mộ cũng khá là đơn giản. Thì có bức bình phong, sau rồi bộ thần trong một cái vòng thân thôi. Và sau cái vòng thân là chính là một cái nấm của bà án hương, rồi tiếp theo là cái nấm mộ. Thì review chắc cũng sẽ thắp nhang cho bà cái đã, rồi tuần tiếp cái ngôi mộ của bà quý vị thấy là cũng được thiết kế hình chữ nhật, gồm có ba tầng như thế này, và ở trên được uống bằng các cái loài đá dâm. Đấy. Thì cả bà cái này là mới xây lại đúng không ạ? Mới lâm lại. Ngày xưa có bị đau trồn mộ. Cái này là nói về anh là gì đi này. Dạ. Thì mộ của bà tức là hột được là nằm gần giữa nhà. Dạ. Cũng thành nổi thành vài giống như lăng của ngài nữa. À. Đó là có một cái đội quân. Dạ. Cả đàn ông cả đàn bà được quật mộ lấy bạc. Dạ. Đó. Rồi xong thì mới quật mộ của bà đi. Rồi đem lên chôn ở đây. À, mình đem lên chúng ta chứ giữ được lăng thân nội thân ngoài lớn lắm, cũng giống như lăng của ngài lần chứ. Là ngày xưa là cái lăng mộ của ba cũng lớn như đi luôn. Đó cũng lớn như đi luôn. À, đó, lấy, mình lấy rồi. Hai cột như của ba. Thì hai cột xong là con lại là mình đem lên đây. À, đem lên đây. Cái xô xa gặm rượu một của cái vẫn cái bọc thân của ngài nữa. Dạ. Vậy là phơi một. Dưới là một cái bậc đất mà phơi hết nguyên cả bậc đất mà chưa hết thì bại của ngài. Gọi là số xa gặm nhiều ngày xưa để mà quẩn cái thân ngài. Quẩn cái thân ngài. Đó là tổng tượng đó là mấy lớp luôn này. Rồi mấy lớp luôn. Wow, phơi sấn luôn. Phơi sấn luôn. Dạ. Phơi sấn cho khô xong rồi đem lên đục lại cho ba. Là coi như là trốn lại chỗ này. Dạ, đem lại trốn lại chỗ này. Chào. Thì khi mà ba mất á. Dạ. Bà mất là bà đẹp quá, cái bà vợ ngài quá đẹp đi. Dạ. Mà ngài mình á. Dạ. Dừng để trong phủ á, đến 3 năm chứ được mình triều đình mà có là cái là phản hồi Bắc Trung nên mình trông lắm. À như vậy là ướp sạc luôn hả? Ướp sạc luôn, dừng trong phủ là 3 năm chứ được mình trông lắm. À là ướp sạc trong phủ 3 năm. À, mà sau đó mình trốn bà. Mình trốn bà. Bởi vì bà quá đẹp quá. Quá đẹp quá. Quá như là ngài là tưởng nhớ ba quá. À đó, cái tưởng nhớ ba quá nên mà mày không chốc. Dạ. Chưa đến cái cửa phạt kia là mình
Bị triều đình bị cho cũng lệnh trong đó đem ra đi tạc bạc. Ồ, đúng là cái câu chuyện quá ly kỳ nhỉ. Nó có quá hiếm. Quá hiếm. Thế là quá hiếm. Thật sự luôn là ướp sạc 3 năm. Nó ướp sạc 3 năm. Như vậy là ngày xưa cái công nghệ ướp sạc nó cũng ghê lắm á. Quý vị thấy sau cái những cái ngôi lăng mộ này có những cái câu chuyện rất là ly kỳ và rất là huyền bí. Mà nếu như mà không có những người như Bác Tổ, những người con cháu như thế này thì cũng khó mà biết được vào đây. Dạ, cũng thôi cũng biết tâm tàm biết ít thôi chứ có hết thì cũng hết được. Dạ, thế mà làm ra làm sao mà biết hết được. Đó, làm về hết được cũng là nhưng chơi, mà những cái câu chuyện lý kỳ như thế này rất là ít người chia sẻ. Dạ. Rồi, vừa rồi cái lăng của ngài này, khi mà làm xong mới đưa hai con rồng lên á. Dạ. Là dưới đi này. Dạ. Ngoài cái bạc nó có cái cây xanh bên, thấy cái cục xanh xanh bên không? Dạ. Đó. Thì bên là lúc 11 giờ trưa là có hai đứa cháu ông đi trộn nước ruộng á. Dạ. Làm thấy hai con rắn. Dạ. Hai con rắn là nếu như mà cân là một con thì một tà lắm. Wow. Mà hai con như rượu, một con đen, một con bạc. Dạ. Cái đứng với châu đi, mà cái đứng diện với châu lên là ngày. Là ngày mà đưa hai con ngày đưa hai con rồng lên. Ồ. Đó. Dạ. Quả ngài quả linh luôn. À dạ. Ngài linh quả. Là có coi như là có mấy người là đi trộn nước. Ai mấy người ông đi trộn nước bên người lại đó. Dạ. Nhưng mà lên châu khoảng trong vòng 40 phút. 40 phút thôi. Là một con trắng một con đen. Một con trắng một con đen. Mà rắn chứ đâu bác? Rắn thấy cũng nhiều rắn chứ đồng hồ chứ trù rồi bác soạn chạy chứ đứng xa ngõ chứ. À. Rắn mà giang răng hộ à? Là giang răng hộ đó. Có thể là răng hộ thì. Ê, mà một con trắng một con đen. Một con trắng gọi là hắc sa và bạch sa đấy. Đó. Ồ thế à? Nó coi như là ngài lính đến đồ như vậy luôn. Quả lính luôn. Thành là khi mà làm được là thầy tôi mừng hết sức luôn. Dạ. Nói cho con cháu mình ở trên đi mà dầu chi thì nữa cho con dòng cuộc giống mà mình để tang tề thì thấy cũng tồi, nhưng mà đi vận động mấy ông là vừa sự sáng sơ thôi chứ cũng làm kỹ quá kỳ, nhưng mà hôm nay là có cái lượng trong này nặng tạc miền đang làm được cái gì được quả quý luôn. Dạ. Giờ rồi tu sửa không bao giờ hư. Nói chung là anh cần lượng ở trong đó nặng. Cần lượng nên là có ai nhiều đó. Dạ. Là quý vị thấy là những cái câu chuyện rất là linh thiêng, những cái câu chuyện rất là linh thiêng quanh cái ngôi lăng mộ của ngài và ngôi lăng mộ của mẹ của ngài cũng như là của vợ của ngài luôn. Và rõ ràng thì quý vị thấy ở phía sau bức quân phong của vợ ngài thì ở đây nó cũng có một cái bia đấy quý vị này. Đây là ghi là phong định viện quân vương ba nguyện phối đức ông. Nguyện phối ba nguyện phối đức ông định viện quân vương phùng thị tú. À. Và quý vị thấy là tên này cũng được làm bằng đá này, đá gọi là đá gì bác này? À, đá cẩm thạch nung nước chở đá đó. À, là từ đá nung nước đó. Đá nung nước chở đá đó. Mua trong này nặng, mua này nặng đá đó. Gọi là lượng long châu nhật nguyệt luôn. À. Ồ, đẹp ghê ta. À. Quá đẹp quý vị, thật sự. Nếu mà tỉnh đó anh cảnh lượng là coi như là phạt tâm để trung câu hết. Phạt tâm cũng hết luôn, cũng dư hết luôn. Cũng dư hết luôn. Coi như từ đâu đến cuối. Dạ. Rồi qua đây ta cũng phải cảm ơn anh cảnh lượng rất nhiều. Rồi nhưng mà có cái tội là khi mà ngày ta là trung phong mình lên ta quả thôi chứ lượng ra được là vì Covid. Rồi đưa cặp đi này. Cái cặp đi mà cái thằng ở trong này nặng hàng ra, đặng lần ra ngày 11. Dạ. À 11 lần ra là chiều bắt qua đường thôi chứ cũng bắt kỳ ngoài cái quảng mà mấy cái chỗ nhà ba mình cứ đến nè. Dạ. Bắt đầu thôi. Mà sau mà điện mà tôi ra. Và ra xong cái ngày 12 đang đổ cái nền trước ở đây. Yeah. Đổ cái nền trước là 9 người. Yeah. 9 người thanh niên. Và răng mà đưa ra và tôi ra và tôi được không chạy vô 500 mét thôi. Mà xe chạy tới vô đây. Và người mà bưng lên và bỏ cho luôn. Mà bỏ đến luôn. Ngày quả lên. Chứ nếu như ngày 11 lắm có người mua hết là chiều bắt chị đất. Dạ. Như vậy là ngài cũng đồ để mà đổ ngay con cháu ra bưng lên bỏ lên. Đưa lên cho hoàng mạng. Quá hay. Quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà hơn nữa là nghe bác chia sẻ có chuyện đó thì tỉnh ra là ngài cũng rất là trung tình. Rồi. Với bà đây. Rồi. Quá trung tình. Được sạc tới 3 năm. Ba năm, để 3 năm lận. Qua đây thì con nghĩ cái câu chuyện nào linh thiêng nữa mà. À, nhưng ngay hồi trước là nên chỗ có một cái giận. Rồi mình đi vô. Cái giận to lắm. Rồi. Rồi ở đây là bạn nói là có một cái nhận hả? À, đó cái dân chứ con cái gốc đó. Mình chết rồi. À. Đây, cái gốc dân con đây. À dạ. Cái dân to lắm. Đó.
À, rồi cái, mì. Cái kia có một cái gốc nhân rất là to. Cái nhân to lắm. Yeah. Phụ ra để im ra. Yeah. Rồi cái nhà sau này. Yeah. Cái nhà sau này người xưa là ông nội của cái cầu nữa. Yeah. Là cũng giữ lăng. Yeah. Giữ lăng xong là mình đem một cái tầm đoan đang bắt đây. Yeah. Mà nói xin lỗi là vì đàn bà nó có tội á. Đó, có đem ra nó ngồi giặt. Yeah. Giặt xong một tháng thật sau mới chết luôn cả. Ôi trời ơi. Chết luôn cả cặp, ngay vật luôn cả cặp. À dạ. Rồi là ngay chứ, rồi ngay vật học mỏng luôn. Nhưng mà cái này là có thật không ạ? Có thật, tại đây ở nhà sau đi. Dạ. Sau nhà đi. Nhưng mà lại cái tấm đánh ra trại. Tấm đánh, lấy tấm đánh ra trại trên đáy là nước chảy. Cái ta thủy lời đây. Dạ, đây dạ. Là quý vị thấy là có một cái cổng thủy lời này. Là thường thường là nước đầy lên là sẽ chạy ngang như thế này. Đó. Là coi như là gia đình đó là lấy cái tấm đánh ra gạt ngang đó, đi. Gạt ngang để mà giặt đồ. Giặt đồ. Nói chung là gạt ngang cửa cổng cũng lắng ngay luôn. Đó, ngồi trước đem giặt đó. Ồ, dạ. Ngày bật chết lên. À, dạ. Ngày quả lính. Là một tháng sau. Một tháng sau nó mới chết luôn cả cặp. Ôi trời ơi. Là hai vợ chồng luôn hả? Cả hai vợ chồng luôn. Được chết trước. Chết trước sau hình như trong vòng mười mấy ngày chứ được nửa tháng. Trời. 12 ngày thôi. Quả linh thiêng quý ơi. Chúng lại lên ngày linh lắm. Làm gì thì làm cho chúng ta cũng không nên bám bộ tiên nhân hay là như thế nào đó. Có những cái hành động mà nó không phải với cả ngài thì cả ngài cũng sẽ rất là linh thiêng đấy quý vị này. Có những cái câu chuyện chia sẻ. Mất mô. Dạ, không mất, dạ. Chạy không mất ngài quả linh. Qua những cái câu chia sẻ liên quan, ví dụ như nói là có hai con rắn trắng và đen đến châu cái ngày mà đưa rồng lên. Đó, rồi cái việc mà cuộc như thế này thì thật sự mà nói là cũng rất là quả linh thiêng. Quả linh luôn. Và hôm nay thì thật sự mà nói là Huế Review gặp cũng thực ra là cũng được anh Cảnh Lương giới thiệu là bậc tổ đấy. Bậc tổ là người giữ lăng và có như cũng biết rất nhiều câu chuyện huyền bí xoay quanh cái ngôi lăng mộ của ngài. Hôm nay con cũng đến đây và cũng đã cảm ơn bác rất là nhiều. Chứ chỉ mà phải cảm ơn cho con cháu của Phong hết bé. Dạ, thì cũng nhờ bác chia sẻ. Chính vì vậy mà có thể là cũng cho được ba con những cái sáng giả trên kính á, biết được nhiều câu chuyện huyền bí, cũng như là biết về một cái ngôi lăng mộ của một cái vương gia rất là giàu có ngày xưa, và cũng là người tạo tiền đề cho sự phát triển của cái món bánh tráng Nam Phổ, rồi bánh tét Ăn Truyền, cũng là người nâng tầm cái món bún bò Huế, rồi tạo thành cái chợ Gia Lạc và có những cái chợ cổ truyền như ngày hôm nay. Thực sự mà bây giờ đi Tết đó bạn đấy, con gặp là những cái chợ cổ truyền, nó cũng tương tự như cái chợ Gia Lạc của ngài thành lập vậy. Tuy là bây giờ nó không còn, nhưng mà nó có những cái trò chơi dân gian như là bài chòi, bài vù, rồi đu tiên, rồi bầu cua, nó cũng xuất phát từ cái chợ Gia Lạc đó ra. Thành ra chợ Gia Lạc và sau lưng có cái chùa hồi trước là làm một cái rạp bài chòi đánh sau lưng chùa, sau lưng chợ. Chùa đó thế nào nó cũng nằm gần cái phủ của sau lưng chợ luôn, cách khoảng một cái cánh bên cũng đường đáy qua cái cục đó thôi. Và luôn tiền qua đây là cũng giới thiệu về quý vị luôn là cái phủ của ngài hiện tại đang nằm ở khu vực chợ Mai. Chờ mai. Thì video nếu như mà có cơ hội thì sắp tới Huế Review cũng sẽ về quay cái phủ của ngài cho quý vị biết cái phủ của ngài rộng lớn đến mức nào. Ở cái thôn Tây Thường đấy bạn. Tây Thường đúng rồi. Ngay giữa câu chợ dính luôn. Ngay giữa câu chợ dính. Mình lên bắt đầu đổ xuống là nằm bên tay trái. Bên chợ là đường Nguyễn Chí Thanh hồi đi qua. Là nằm thân bên trái, đứng ngay giữa cầu luôn, ngồi xuống là cầm một cái lùm cây đài đây. Thế nếu như mà có cơ hội thì cũng khi nào mà bạc cháu mình về đó để thấy được quý vị khán giả xem luôn. Thì hôm nay đến đây thì cũng đã rất là trưa rồi quý vị. Thì nói chung là cũng bạc chia sẻ, bạc tô cũng chia sẻ đến đây thì chắc quý vị cũng đã hiểu được phần nào. Và cũng biết được những cái câu chuyện linh thiêng quay xoay quanh lăng mộ của ngài. Và Huế Review cũng xin kết thúc video ở đây luôn. Hôm nay thì con cũng xin chúc bác là vui khỏe và coi như là tiếp tục cái công việc phụng sự ngài. Xin cảm ơn con và sau nữa là tất cả con cháu ở xa ở gần được hướng về cái lăng của ngài để mà chiếm ngược để cái đời thiên bội của mình. Rồi thì qua đây thì Huế Review cũng xin kính chúc quý vị khán giả là có những cái khoảng thời gian xem video thật là vui vẻ và giá trị, cũng như là biết được nhiều hơn những cái kiến trúc về lăng mộ của Triều Nguyễn, cũng như là lăng tẩm Triều Nguyễn và những cái câu chuyện xoay quanh những cái ngôi lăng mộ này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.